Tôi sẽ hướng dẫn các em cấu hình cái phần cấu hình HLP. Như đây sử dụng suite layer 3. Đúng không? Khi có HLP em phải tạo nhiều group. Như lúc trước mà em cấu hình router ấy thì một interface của router ấy thì chỉ được một group thôi. Một muốn cấu hình nhiều group phải nhiều interface, thực tế thì không bao giờ thực hiện như vậy. Mà là nhiều group được chỉ xảy ra khi mà sử dụng suite layer 3 kết nối nhiều VLAN với nhau, đúng không? Thì trong gặp này anh hướng dẫn các em sử dụng cấu hình VLAN 100, group 100 nha. Group 100. Rồi các em nhìn đây. Thì bước 1 trên con suite này này, em phải tạo VLAN 100 trước đã. Em phải tạo VLAN 100. Em tập trung đấy. Tạo VLAN 100. Xin lỗi. No VLAN 10 đi, tạo VLAN 100. Rồi, name gì cũng được, không đặt được. Rồi tôi đặt interface VLAN 100. Lưu ý, nếu mà không tạo VLAN đặt interface VLAN ấy thì cổng luôn là down, IPRS 10.1.100.1, đúng không? Rồi bật IP routing lên. IP routing. Ok không ạ? Show IP route. Ôi. À tôi phải cô chỉnh trang đã. Interface 0.1 suýt bật một trang. Interface 0.1 suýt bật trang ncap đối với queue. Suýt bật mode đi. Trang. Ok chưa? Rồi. Trên bên này tôi cũng phải tạo VLAN 100. Interface VLAN 100 IPRS 10.1.100.2. Ok chưa? IP routing. Phát 0/2 suýt bọt. Rồi ok. So IP root có mạng 100. Rồi. Đấy, tức là con này bây giờ BC này tôi sẽ gán vào VLAN 100 để làm gateway nó, đúng không? Thì con suýt 2 tạo VLAN 100. VLAN 100. Rồi cái cổng phát 0 trên mấy? Phát 0 trên 1 phải làm accept VLAN 100 và cổng 3, cổng 4 là 100. Interface phát 0 trên 1 suýt bọt accept VLAN 100. Interface phát 0 trên 3 suýt bọt 100. Interface 0/4 feed port 100. Rồi. Vậy tức là thằng này nó sẽ thông với nhau qua VLAN 100 rồi, đúng không? Bây giờ tôi cấu hình HLP trên gì nhỉ? Trên group nào? Interface VLAN 100 standby 100 IP 10.1.100 mấy? 254. Rồi, standby 100 priority 105 standby 100 prism. Ok chưa? Trên con này cũng vậy. Interface VLAN 100, đấy lại gì? Standby 100 IP 10.1.100.254. Lưu ý cái VIP này nó phải chung IP với hai bên kia nhá. Hai thằng nó cùng chung một cái VIP IP. Standby 100. Vậy xem xong. Rồi. Tôi vào tôi kiểm tra nhá. So standby bridge. Chưa được vì nó chưa tìm thấy thằng standby, chờ một lúc. Rồi. Nó chưa bình bầu xong. So standby bridge. Rồi con này chính xác chưa? Con này là con standby chưa? Chữ P này tức là cái interface này cấu hình tính năng prism. VIP IP là 10.1.100.24, chính xác. Ở đây tôi đặt IP 10.1.10.10 10.1.10 chấm bao nhiêu? Từ 10.1.100 đúng không? Rồi ok, bình. Bình bao nhiêu? 10.1 chấm bao nhiêu? Thành công không? Ok chưa? Vậy tôi đã cấu hình thành công cái phần gì nhỉ? HLP dự phòng đây, giữa suite này vào. Em hiểu chưa? Còn cái phần này thì cấu hình như nãy thôi, em đặt IP trên cổng này. Tôi chạy tuyến bình thường. Rồi, đặt IP trên cổng 0/2 nhá. Interface 0/2. Đặt IP trên cổng bằng cái lệnh gì? No gì? Suite port
IP red 10.1 chấm bao nhiêu? Bao nhiêu? 10. Ok. Interface phát cũng trên 1, 10.1 chấm 23 chấm mấy? 1 đúng không? Cổng này cổng phát không trên 1 đúng không? Sai rồi. Chạy tuyến router rip network 10.0.0 được không là được đấy. Ok không? Thằng này là router rip. Rồi, show IP root. Cho đi. Đi ra đó. Rồi. Rồi có rồi đúng không? 100 rồi. Có rồi đúng không? Rồi. À, bây giờ thằng này có thể binh được. Bây giờ bây giờ chứ dạ chơi á chơi qua là 100 chưa cho 100 rồi ok đó. Đó đây hướng dẫn các em cấu hình HDAP cơ bản dùng suýt lại 3 rồi, ok.